13/1/2020. Xin đại diện cho hội qua đó tôi xin cập nhật tình hình sức khỏe của cô lại. Sáng nay thì cô lại được gia đình đưa đến phòng khám đa khoa bác sĩ Nam. Do bệnh của cô nặng, sức khỏe bị yếu, phòng khám là bị nói một. Xin đã chuyển cô qua bệnh viện Sản Nhi. Và hiện tại khi qua bệnh viện Sản Nhi thì cô được trời là gia đình chăm sóc ở đây. Báo là hội đã nhận được cái số tiền của cái quý anh Tân hỗ trợ cho cô là 6.700.000. Dạ. Sau hai đợt chi á thì số tiền còn lại hiện nay á là còn 4.300.000. Dạ. Và khi mà cô được mổ á thì chúng con á sẽ đến cập nhật tình hình của cô, sức khỏe của cô. Dạ. Và mong được các quý anh nhân giúp đỡ cho cô nữa. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Cũng xin đại diện cho gia đình và hội xin cảm ơn lòng thành của các quý ân nhân, và năm mới chúc quý ân nhân được nhiều sức khỏe và sự như ý.